Một chiếc xe rất là đẹp luôn các bác nhá. Vâng, chiếc xe mang biển số 22A09877. Một chiếc xe màu nâu cà phê, một chủ từ mới đời 2019. Và form xe thì rất là siêu nhân luôn. Cái thiết kế này là một cái thiết kế mà ở ngoài đường hiện nay tỷ lệ chiếc xe này đi ở ngoài đường Việt Nam rất là nhiều. Con này chiếm đến tỷ lệ 40% xe 7 chỗ tại thị trường Việt Nam ngoài đường. Vâng, được mà đánh giá là một chiếc xe thiết kế rất là đẹp. Một dòng xe mang lại tên tuổi thương hiệu đẳng cấp cho hãng Mitsubishi. Vâng, đây là một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn. Đây là một chiếc xe một chủ từ mới, không có chạy dịch vụ. Và xe thì rất là cứng luôn, bao zin các bác. Vâng, xe rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác nhìn về thiết kế bên ngoài của xe đấy ạ. Vâng, một chiếc xe 7 chỗ ngồi, thiết kế đẹp, bắt mắt. Đấy, góc cạnh nổi bật. Và chiếc xe này thì tỷ lệ sơn zin của nó lên đến 95%. Thiết kế hài hòa, trang nhã, rộng rãi nội thất bên trong, điều hòa mát lạnh. Và đặc biệt con này đã được độ cái màn hình ZTEC rồi các bác nhá. À, màn hình VTEC ạ, xin lỗi các bác. Trần của chiếc xe cũng đã được làm trần 5D rồi. Còn nội thất ghế da của xe là ghế da zin. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Và chủ là một bác tại thành phố Tuyên Quang. Bây giờ bác ấy để lại cho em Vũ Duy Auto với chiếc xe này. Vâng, bên em đã phải đi đến hơn 500 cây số lên thành phố Tuyên Quang mua được chiếc xe này dinh về. Và phải nói là quá là đẹp luôn, gần như là mới tinh luôn. Xe chạy được 3 năm mà trông như mới luôn đấy các bác nhá. Mới tinh luôn đấy ạ. Vâng, không một lỗi lầm, không một lỗi nhỏ luôn. Và cái dòng này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rất ít luôn. Với đường hỗn hợp thì chiếc xe này ăn xăng chỉ tầm khoảng 6 lít trên 100 cây ạ. Vâng, rất là ít. Còn với đường trường thì chiếc xe này ăn khoảng tầm 5 lít 3. Một mức tiêu thụ phải nói là đúng là nhiều hãng xe phải mơ ước luôn. Vâng, càng đi thì chiếc xe này càng tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm tiền cho các bác luôn. Một chiếc Mitsubishi Xpander động cơ máy xăng 1.5. Ăn xăng tiết kiệm, nhỏ nhắn, xinh xắn. Và đặc biệt là cái dòng này thì nó rất là bền lành. Đấy, được khẳng định qua từ năm 2018, 19, 20, 21, 22 rồi. Đấy, 4 năm rồi cho một cái dòng xe. Và bây giờ thì ở thị trường Việt Nam có vẫn còn rất là nhiều. Và chiếc xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc nha các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Indonesia. Vâng, xe rất là đẹp. Đấy, form xe cứng. Và các bác nhìn này. Đấy, form 2019 mà nó đã sử dụng công nghệ đèn LED HUD này, kết hợp với đèn pha gầm dưới, đèn xe lông nhá các bác nhá. Đèn xe lông ạ. Vâng, bóng xe lông, đèn xi nhan dưới và nẹp chrome. Đấy, thiết kế không cần phải độ chế nhiều luôn. Gần như là không phải độ một chút nào luôn. Còn hệ thống đèn gầm của chiếc xe thì là đã ốp ánh sáng vàng, nên là bác nào mà đi đường trường, đi sương mù không bao giờ phải lo lắng luôn. Cản trước xe thì sạch sẽ và đồng sơn đều cứng. Đấy, sơn zin của xe còn nguyên. Và các bác lại, những ai mà yêu thích cái dòng Xpander, muốn mua những chiếc xe giá vừa phải thì đây là một lựa chọn cho các bác. Chiếc xe này thì các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền khoảng tầm 200 triệu đó, chưa đến 200, khoảng tầm 180 triệu đến 200 triệu là các bác mang được chiếc xe này về. Còn lại là ta sẽ sau 5 năm ta sẽ trả góp dần dần. Chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Và lăn bánh thì cũng còn ít, ta xem là lốp còn zin hay không các bác nhá. Quả này là lốp không còn zin rồi, lốp đời đầu năm 2022. Có nghĩa là vừa Tết vừa rồi bác ấy mới thay lốp Engineer của Michelin. Đấy, bác ấy thay quả lốp này là quả lốp lần đầu tiên. Và đấy, các bác nhìn này, lốp dày luôn. Đấy, lốp đẹp này, dày. Tất cả các phần nhựa của xe thì vẫn còn đẹp. Nói chung là đã bảo các bác là bao zin rồi, mỏng te luôn. Tất cả các cái tôn vỏ của xe rất là mỏng. Còn cái quả lốp sau này, không phải lốp tải thì zin nguyên hãng này. Lốp zin nguyên quả. Vâng, zin nguyên của hãng luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá, lốp zin 2019 này. Đấy, lốp zin nhưng mà vẫn còn mới. Tại sao mà hai quả lốp đầu thì phải thay? Vì là hai quả lốp đầu nó là chịu trọng lượng của khoang máy của chiếc xe. Trọng lượng nặng nhất ở phần trên xe, vì máy nằm ở phía đằng trước nên là dẫn đến là chịu tải sẽ phải dùng hai quả lốp phải thay. Cái đấy là đương nhiên, bác ấy thế là quá cẩn thận rồi. Thế còn bầu gương mạ chrome sáng bóng, có xi nhan tích hợp nha các bác nhá. Và xe này thì nó sử dụng chìa khóa cơ, có túi khí an toàn tích hợp trên vô lăng. Tuy nhiên đây là một chiếc xe bản số sàn. Đấy, số sàn, đấy, có số lùi.
Thế nên là chiếc xe này thì thực tế là nó đầy đủ các option. Tuy nhiên là chủ đã gắn thêm một cái màn hình VTEC vào đây rồi. Đấy, bác ấy mua chiếc xe này cũng khá là nhiều tiền. Đấy, có khóa thông minh, keo chỉ bao zin. Keo chỉ bao zin các bác nhá, kể cả các cái phần ốc này còn nguyên dấu này. Đấy, xe đẹp luôn, bao zin, sơn zin. Đấy, cứng cáp, tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Và lăn bánh là 4,6 vạn. À, lăn bánh 4,6 vạn, em tắt điều hòa đi đó. Vâng, lăn bánh 4,6 vạn đồng hồ luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, 4,6 vạn đây. Đấy, và kính điện của xe thì một chạm. Đấy, có dán phim 3M cách nhiệt. Đấy, hàng đẹp luôn. Nhạc nhau, úi giời. Em sẽ tắt cái nhạc ở cái màn hình VTEC này đi. Con này có cả camera hành trình, lại có cả camera lùi đằng sau các bác nhá. Còn không gian bên trong thì đã được chủ người ta làm quả trần da 5D rất đẹp đấy các bác nhỉ. Trần da sạch sẽ. Đấy, và có điều hòa hai vùng, vùng trước vùng sau, đấy đầy đủ. Nội thất ghế da màu kem pha kết hợp màu đen tươi mới, đẹp, led. Và cái này thì nội thất của nó khá là mềm, ngồi rất là êm, không phải lo chuyện lóng lưng. Còn các cái phần vô lăng này các bác nhìn này, gần như là đẹp tuyệt đối luôn. Xe người ta đi ít nên là các cái phần này gần như là tuyệt đối và không có lỗi lầm gì luôn. Đấy, vô lăng cho bản tiêu chuẩn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, rất đẹp. Thế còn nội thất thì quả xe này thì quá khá là tươi luôn. Nội thất tươi. Đấy, nội thất khoang phía đằng sau đây. Keo chỉ cánh thì bao zin rồi. Đấy, các bác test thoải mái luôn nhá. Vâng, chỉ cần không zin là cho luôn xe. Đấy, thế còn kính này, lên xuống bình thường. Và đặc biệt là khoảng cái không gian ở phía đằng sau của hàng ghế thứ hai thì rất là rộng. Đấy, để chân thoải mái cho các bác nhá. Đây các bác nhìn này, khoảng này của nó cũng đến hơn 30. Tha hồ cho bác để chân, duỗi cẳng thoải mái luôn. Đấy, còn ghế của xe thì tựa đầu khá là chắc chắn. Và đằng sau này là 3 người ngồi. Đấy, cửa gió điều hòa phía đằng sau phả thẳng luôn. Rất là yên tâm và an toàn cho các bác. Đấy, cửa đóng nhẹ nhàng. Và con này thì nói chung là 2019 mà, nên là xe rất là mới. Và các bác chỉ cần bỏ ra cái số tiền là đấy, có 180 đến 200 triệu thôi. Còn bác nào có điều kiện thì các bác có thể bỏ hơn. Vâng, đấy, sơn xi đồng đều và sạch sẽ. Nói chung là chả chê cái gì rồi. Còn camera lùi đây, biển số sạch sẽ, không có gãy vỡ nhá. Đấy, xe thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng gì à, không đâm đụng tai nạn. Đấy, không ngập nước. Máy số còn zin nguyên, xe chạy cực cứng. Và con này thì biển 22. Đấy, là thành phố Tuyên Quang. Còn cái hàng ghế thứ ba thì tao có thể là hạ xuống thì để cho có một cái không gian để đồ rất là rộng luôn. Cái dòng này nó tích hợp được rất nhiều chức năng. Đấy các bác nhìn này, để xuống để được một cái khoảng không gian chở đồ nhá. Chiều cao lên đến gần 1 mét. Chiều cao này từ dưới lên trên là gần 1 mét. Chiều ngang của nó là 1,3 m. Và chiều sâu của nó là 1,4 m. Nói chung là bác để được khoảng khối rưỡi. Khối rưỡi đồ thì các bác biết là để được nhiều cái nào rồi. Còn hộp đồ tiện lợi này. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, hộp đồ tiện lợi gì này, hoặc thai là đây là lốp đấy, đồ mở của lốp đấy. Thế còn kích lốp thì nó lại người ta lại để ở bên này. Mở cái này ra xem có cái gì không á. Đây đấy, đồ đẹp, nhìn nó khác ngay. Vâng, xe mới mà. Đấy, kích lốp đồ này này. Đấy, các bác nhìn nhá, gần như là chưa hề tháo mở lần nào luôn. Đấy, còn kích lốp đây. Đấy, xe đúng là xe mới, có khác, nhìn nó cũng luật là cứng cáp hẳn này. Vâng, dòng Mitsubishi Xpander là một cái dòng xe mà được khá là nhiều người đánh giá và cũng là trải nghiệm ở trên mọi cung đường ở Việt Nam rồi. Thì là một dòng xe mà được đánh giá là một dòng xe rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này thì ăn xăng như ngửi luôn. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6 lít trên 100 cây thôi. Vâng, Innova thì còn 8 đến 9 lít, chứ cái dòng này chỉ có 6 lít trên 100 cây ạ. Vâng, keo chỉ đây các bác nhìn này, keo chỉ zin luôn này. Đấy, các cái ốc này của nó còn nguyên này. Đấy, ốc còn nguyên nhá, ốc bản lề còn nguyên này. Đấy, còn bên này keo chỉ này. Đấy, keo chỉ bao zin cho các bác nhá. Xe rất là đẹp, nói chung là cứng khỏi phải chê luôn. Đấy, còn đâu thì bên em có bảo hành bảo dưỡng cho các bác nhá, theo đúng tiêu chí của nhà sản xuất, vì con này vẫn còn bảo hành hãng. Vâng, vẫn còn đầy đủ bảo hành hãng luôn. Nội thất tươi. Đấy, xe cứng cáp luôn. Giá tiền thì vừa phải. Đấy, bao cam kết cho bác không có đâm đụng rồi. Đấy, lốp Michelin này. Đó, các bác nhìn nhá, lốp này là lốp zin nguyên quả luôn, 2019 luôn. Đấy, chạy được có 4,6 vạn thôi. À, phải nói là lốp thì vẫn còn mới tinh tình tình. Đấy, lốp mới tinh luôn, dày luôn.
La răng đúc thể thao đấy, kiểu dáng hiện đại từ hãng luôn, tôn vỏ mỏng teo và sơn zin đấy. Vâng, thế nên là chiếc xe này nếu mà các bác nào mà trả full tiền thì nó khoảng tầm 490 nha các bác nha. Vâng, 490, yêu thương một chút thì sẽ giảm giá cho các bác một tẹo thôi. Vâng, vì xe cứng bọn em mua cũng giá cũng khá là cao đấy. Một chiếc xe Mitsubishi Xpander màu nâu cà phê đẹp, điều hòa mát lạnh, màn hình VTEC Android xịn sò đấy. Xe an toàn luôn, với túi khí an toàn cho các bác luôn này. Có cả hai túi khí an toàn nhá. Vâng, bản tiêu chuẩn mà lại có cả đầy đủ hai túi khí, lốp dép dày đấy. Còn gầm bệ thì em sẽ không quay, vì con này là gầm bệ thì khỏi phải chê rồi, bao zin cho các bác mà đấy. Chỉ cần các bác nhìn như vậy thôi là các bác có thể đánh giá được xe rồi. Phần hậu sau của chiếc xe cũng là một cái thiết kế mà được rất nhiều người ưu ái, đó là thiết kế đèn, đèn ôm hậu luôn. Đấy các bác nhìn này, hệ thống đèn hậu của xe thiết kế rất hài hòa, bắt mắt, ôm dọc phần góc của xe, và cái khả năng sáng cho cả hai bên là rất là tốt luôn. Bên này cũng thế này, đấy, bên tài như bên phụ đều đặn chắc chắn. Đấy, và các cái khe cái áp này của nó còn nguyên luôn này. Đấy các bác nhìn nhá, thẳng căng luôn. Đấy. Một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản và nhập khẩu nguyên chiếc. Xe thì cứng cáp vô cùng, và các bác nhìn cái bàn đạp chân của nó này. Phanh côn ga phanh này. Đấy các bác nhìn nào, rất là mới luôn. Gần như là mới tinh luôn. Còn chiếc xe này sử dụng chìa khóa. Gạt mưa đây nào. Ai chà, nước phun khá là tơi, mỗi tội là gạt mưa con này nó cảm giác nó hơi bị không được kín hết nước cho lắm. Thế còn màn hình VTEC này thì là của chiếc xe là cũng khá hiện đại, được rất nhiều chức năng tích hợp ở trên cái màn hình này. Đấy các bác nhìn này, rất nhiều chức năng luôn nhá. Màn hình này ối tiền đấy ạ. Mua cái màn hình này khoảng tầm 4 củ rưỡi các bác. Vâng. Tầm mấy tiền. Màn hình VTEC. Đấy, bây giờ em sẽ để nổ chiếc xe nhá. Đấy, động cơ máy chấm 5 êm như là kiểu như không mở ấy các bác. Đấy, có định vị luôn nha các bác này. Êm như không mở luôn. Còn cần củ số của xe thì bọc da khâu rất là đẹp. Số lùi số móc đầy đủ luôn. Em sẽ lùi nào. Em có cam lùi cho các bác nhá. Đấy, cam lùi đi theo này. Đấy, có cam lùi góc rộng. Đấy. Vâng, hôm nay thời tiết nó khá là nắng, thế nên là khi mà quay xe thì thực sự là có nhiều chi tiết nó bị bóng một chút, thì các bác thông cảm nhá. Chứ còn chiếc xe này thì đẹp bao zin cho các bác rồi. Đấy, các bác đến thì nói thật các bác chỉ có làm giá thôi, chứ còn về chất thì không bao giờ phải bàn. Đấy. Còn phần phía đằng trong thì là máy của xe đây các bác nhìn này, ốc zin từng con luôn này. Đấy, ốc máy zin nhá. Máy rất là ngon và động cơ nhỏ nhắn xinh xắn với khối động cơ chỉ có 1.5 thôi. Kia là số máy của xe kìa, rất dễ nhìn, và số khung xe thì nó ở ngay đây. Đấy, rất là đơn giản thôi. Và xe thì nói chung là tất cả các chi tiết của xe thì được hiện đại hóa các bác nhìn này. Đấy, ắc quy rất là nhỏ, đề nổ nhẹ nhàng, êm ái. Phần tai đèn đây còn zin luôn này. Đấy, tai đèn zin tất cả các cái phần gờ đèn đây. Đấy, bao zin được các bác nhá. Đấy, xe rất là đẹp, đều đặn. Và con này thì chỉ được cái là độ đèn xenon luôn thôi, chứ còn đèn cơ bản của nó thì là đèn halogen nữa các bác nhá, độ đèn xenon. Đấy, ABS đầy đủ. Máy rất là êm, ốc áp chuẩn chỉ, không có đâm đầu, không có đâm đuôi. Xe thì bao cam kết cho các bác dần zin. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và thẩm nghiệm ạ. Bác chỉ cần nhìn như này là các bác biết chất của xe rồi. Đấy, tem nhãn là số má còn nguyên này, đầy đủ luôn này, đinh hàn này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vâng, máy rất là êm luôn. Động cơ máy chỉ có 1.5 thôi, thực sự phải nói quá là êm rồi. Vận hành thì êm ái nhẹ nhàng. Đấy, máy số thì ngon. Và những ai mà yêu thích cái dòng xe Mitsubishi Xpander thì hãy liên hệ với Vũ Dư Ô Tô qua số điện thoại 0869158926. Chiếc xe này thì em đang để tại cửa hàng của Vũ Dư Ô Tô tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Dư Ô Tô. Đây, đăng kiểm của nó đến tháng 7 năm 2022 này. Đấy, nội thất thì rất là rộng rãi, thoáng đãng luôn. Nội thất đẹp, tươi. Và cái dòng Xpander là một cái dòng xe mà gọi là đánh giá là mức tiêu thụ xe mạnh nhất trong năm 2020, 2019, 2021 là ba cái năm mà dòng xe này chiếm ngôi vương đầu bảng luôn về dòng xe 7 chỗ đấy ạ. Thế nên là bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng dinh ngay con xe này về. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Dư Ô Tô.
Bên em thì có bãi xe lên đến khoảng tầm 250 con thường xuyên. Đấy, tha hồ cho các bác lựa chọn nhá. Vâng, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.